bác hiện tại đang quay cho các bác cái con khứu cặp đuôi. Trong cái lô hôm trước này. Bây giờ đang hot rất tốt này. Bên đây cái lồng inox là con mái này. Con mái này nuôi lâu rồi. Con này là con qua quá trình vận chuyển trong 4 con hôm trước ấy. Đấy, giọng rất là hay nhé. Một con chói cột. Trước rồi về qua quá trình vận chuyển ấy, thì nó tụt lông đuôi, cái lông đuôi này chắc là tầm khoảng 3-4 tuần nó ra đều thôi. Chưa có 4 con thì bán 3 con là còn con cộc đuôi. Này rất là nhiều giọng. Đây mình lên mình quay gần chút để cho các bạn xem nó nhé. Đấy. Đây. Đấy, thông tin lại với các bạn này. Cái con lồng inox là con mái này, con mái này mình nuôi từ mấy lứa trước rồi. To đẹp. Còn con này là con lứa mới này. Con trống này. Vận chuyển về cọc đuôi này, đuôi này thì chắc là vài tuần nào lên thôi. Này hót lai dai rất là mau mỏ. Đây, treo lên. Đấy. Đây. Thông tin cho các bác xem. Đấy, rất là đẹp cả hai con. Con này là con mái nhá. Đấy. Lũ trống tốt, con trống này. Đấy, cọc đuôi kìa. Được. Đấy, các bác nhìn rõ chưa? Các bác đang theo dõi video trên kênh Cám Chim Đất Việt và quay rất là chân thực tại nhà đây, rất là nhiều loại. Đây, đây là cặp khứu này. Bạn nào gột cặp này thì ok, con mái rất là đẹp, lông lá đầy đủ rồi. Con trống thì thiếu cái lông đuôi thôi, giọng thì đa dạng. Anh em về vực lên là ok. Cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi video trên kênh Cám Chim Đất Việt. Chào tất cả các anh em.